Từ nhiều đời nay, người dân cơ tu tại huyện Tây Giang, Quảng Nam luôn tự hào và quyết tâm bảo vệ cánh rừng pơ mu cổ thụ. Do đó, quần thể pơ mu này còn nguyên giá trị của nó với hàng nghìn cây cổ thụ được bảo vệ nghiêm ngặt. Phóng sự ghi nhận tại Vương quốc pơ mu độc đáo này. Kể từ khi cây pơ mu quý hiếm được phát hiện, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường công tác bảo vệ. Hiện quần thể rừng pơ mu trải rộng khoảng 400 hectare, nhiều cây được xác định khoảng 1.000 năm tuổi. Quần thể pơ mu cổ thụ này được đánh giá là một trong những rừng cây quý hiếm nhất còn sót lại ở vùng miền Trung Tây Nguyên. Bảo tồn và phát triển cho được cái quần thể cây di sản này không phải là cái việc nó đơn thuần, mà đây buộc phải từ cái cấp lãnh đạo đơn vị đến các đồng chí là công chức, viên chức cũng như hợp đồng phải hiểu sâu sắc về cái vai trò, cái nhiệm vụ của người công chức kiểm lâm cũng như là cán bộ hợp đồng để làm sao đó giữ cho được, không những thế hệ này mà thế hệ sau vẫn còn được cái quần thể này. Một cách làm hiệu quả của chính quyền địa phương chính là gắn việc bảo vệ rừng với văn hóa làng, văn hóa giữ rừng. Ngoài các chốt trực của lực lượng kiểm lâm địa bàn, huyện Tây Giang còn huy động và phối hợp lực lượng dân quân, người có uy tín của đồng bào địa phương cùng tham gia bảo vệ, tránh để rừng cây pơ mu bị xâm hại. Pơ mu là cái quần thể di sản được Hội Bảo vệ Thiên nhiên Môi trường Việt Nam công nhận. Thì hiện nay chúng tôi xác định là phải bảo vệ và đồng thời là quản lý chặt chẽ cái khu vực rừng này để khai thác những cái tiềm năng có trong cái quần thể khu vực rừng pơ mu. Trong thời gian qua thì cái công tác triển khai đồng bộ xuống cơ sở, trong đó có thành lập các cái tổ quản lý bảo vệ rừng phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm, tăng cường các cái biện pháp tuần tra kiểm soát và kịp thời xử lý các cái trường hợp vi phạm liên quan đến cái việc mà xâm phạm vào rừng. Suốt 200 năm, rừng cây vẫn xanh tươi bóng mát, chứng minh cho công sức giữ gìn của chính quyền và đồng bào dân tộc ở Tây Giang. Vườn quốc gia Pơ Mu bây giờ không còn xa khi con đường mới được mở vào rừng, tương lai không xa. Vườn quốc gia Pơ Mu ở Tây Giang sẽ là điểm đến của những người yêu rừng, quý rừng, xem rừng là sức sống.